anh Nguyễn Xuân Mạnh 1998, trú tại huyện Ân Thi, Hưng Yên, kể trình Di Tam Nét, khoảng 18 giờ ngày 12 tháng 11, tại ngã năm Yên Mỹ, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, anh bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe. Khi đó, anh cho rằng mình không vi phạm gì nên đã quay clip buổi làm việc với cảnh sát giao thông và đề nghị cán bộ trong tổ công tác giải thích lỗi vi phạm của mình nhưng không được đáp ứng. Sau đó một cảnh sát giao thông yêu cầu anh Mạnh đi tiếp vì không phạm lỗi. Bất ngờ sau đó có hai người đàn ông lạ mặt, tới yêu cầu anh xóa video ghi hình, có người xưng mày tao, nói, bố mày vô tình đi qua đây, mày thích quay tao không? Mày đi ra đây! Đại tá Nguyễn Minh Hiền, trưởng công an huyện Yên Mỹ thông tin trên Vietnamnet, cán bộ cảnh sát giao thông trong đoạn video đăng trên mạng xã hội là của công an huyện. Theo vị này, người quay clip không vi phạm giao thông. Khi đó tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện không có gương đi trước để xử lý, nhưng do hiểu nhầm nên anh Mạnh dừng xe lại và được cán bộ giải thích, mời tiếp tục đi. Đại tá Hiền khẳng định hai người lạ mặt trong đoạn clip không phải cán bộ thuộc công an huyện. Một lãnh đạo công an huyện Yên Mỹ hôm 14 tháng 11 trả lời báo Thanh Niên nhận định, hai người đàn ông lạ mặt trong clip là hai người đi bán sữa thường qua khu vực này và đơn vị không xác định được tên tuổi hai người này. Hôm 14 tháng 11, ghi nhận của báo Thanh Niên cho hay, một lãnh đạo công an huyện Yên Mỹ nói người quay clip sự việc này nằm trong nhóm Facebook Giao thông Văn Minh và trong nhóm này đã có người bị công an xử lý về hành vi bôi xấu lực lượng. Những thành phần lợi dụng vào việc này để bôi nhọ lực lượng, tôi sẽ làm đến cùng, sẽ báo cáo với giám đốc công an tỉnh về việc này. Người ta không ra tín hiệu dừng xe mà tự ra quay rồi hỏi ai kiểm tra tôi đây, rồi thế nọ thế kia để bôi xấu lực lượng công an, trong khi họ không kiểm tra mình, họ không đòi hỏi bất cứ yêu cầu gì về mình, vị lãnh đạo nói với phóng viên báo Thanh Niên. Tin từ NE cho biết, theo nội dung báo cáo sự việc của tổ công tác thì cảnh sát giao thông không dừng xe của anh Nguyễn Xuân Mạnh mà ra hiệu lệnh đối với phương tiện không có gương đi phía sau, anh Mạnh tự dừng xe rồi đòi làm việc với lực lượng chức năng và quay clip. Việc làm của anh Mạnh được cho là để hạ uy tín của lực lượng công an. Nếu lực lượng cảnh sát giao thông làm chưa đúng thì chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh, ủng hộ việc đó quay clip lại quá trình làm việc phóng viên, để làm sao chấn chỉnh lại cán bộ, chiến sĩ. Còn việc lợi dụng để bôi nhọ lực lượng công an thì đơn vị sẽ làm đến cùng, nghe dẫn lời vị lãnh đạo công an huyện Yên Mỹ. Trả lời nguồn trên, anh Mạnh bày tỏ bức xúc trước thông tin cho rằng anh tự dừng xe quay clip để bôi xấu lực lượng chức năng. Anh Mạnh kể sự việc với NE, khi tôi lái xe máy qua dòng xuyến Yên Mỹ dòng vào chỗ tổ công tác cảnh sát giao thông đang làm việc, tôi vẫn xi nhan đầy đủ, có gương, mũ. Lúc này, một đồng chí cảnh sát giao thông chạy ra đầu xe của tôi và rít còi. Thấy vậy, tôi liền chỉ tay vào ngực mình để ra hiệu có phải anh bắt em không thì được đồng chí này gật đầu. Sau khi xi nhan vào khu vực làm việc của tổ công tác, tôi không thấy đồng chí nào ra làm việc nên tôi quay clip. Nam thanh niên này nhấn mạnh, người đi phía sau anh không bị yêu cầu dừng. Chia sẻ trên báo Thanh Niên, anh Mạnh cũng thuật lại chi tiết, khi một chiến sĩ cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính, anh đã chỉ tay vào mình để chắc rằng mình bị dừng xe, sau đó cảnh sát giao thông gật đầu. Tôi thấy khó hiểu về cách làm việc của tổ công tác hôm đó. Họ không chào tôi và yêu cầu tôi tắt máy quay, tôi bảo chỉ ra lỗi vi phạm thì họ dòng do, rời đi và sau đó xuất hiện người lạ, mặc thường phục đi bộ từ phía xe công vụ của tổ công tác đến nói nhỏ nhẹ toàn người Hưng Yên với nhau cả, và xin xóa clip, báo Thanh Niên dẫn lời anh Nguyễn Xuân Mạnh. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.